Và lời nói đầu tiên, Ngọc Tâm thân ái kính chào toàn thể quý vị, kính chúc quý vị ngày mới được vui vẻ, lúc nào cũng an vui trong cuộc sống nha. Kính thưa quý vị, hôm nay mình trở về phường Thế Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ để tham quan qua bếp ăn tình thương, nơi này hoạt động như thế nào và nguồn kinh phí từ đâu nha quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay mình dẫn anh Nghĩa đến bếp ăn tình thương ở Thái Long nha quý vị. Đây là bếp ăn để phục vụ cho học sinh, những người mà đi buôn bán khó khăn đó thì vào đây ăn mà miễn phí nha quý vị. Cái bếp ăn này thì hoạt động cũng khoảng 2 năm nay. Mời quý vị cùng chúng tôi vào trong để xem hoạt động bếp ăn tình thương như thế nào nha quý vị. Đây bếp ăn phục vụ cho học sinh, nên vì sáng sớm mà học sinh đến đây rất đông. Hôm nay thứ bảy, cái lượng sinh tới cũng hơi ít. Hôm nay thì Nghĩa đến bếp ăn tình thương để tham quan mấy cô. Nói chung là các nghệ sĩ thành phố kết nối với nghệ sĩ để mà hòa hợp với bên tín đồ giáo bảo chúng ta những nghệ sĩ độc giảng rồi đó. Cũng nhờ như Nghĩa đây có là anh Sáu Hảo, là giới viên một giáo hảo mình có ra chùa Pháp để thuyết trình ở ngoài, thì cũng nhờ anh Nghĩa đây cũng kết nối nhân viên đó. Nói chung là cái nhân viên của Nghĩa là mình vinh hạnh lắm, bữa nay được Nghĩa đến đây để gieo duyên và tâm chiến nhận đường tư của mình. Nói chung là lâu quá không có dịp về thăm, bữa nay chuyến này về em sẹn cả đi vòng vòng, vui quá, vui lắm. Gặp đồng đạo vòng qua đây tới chỗ này vòng vòng nhiều lắm. Có tới tiểu đình nữa ha. Có, đi vòng vòng đi các nhà thần thương ở trên đó đó. Không gài ở được 4-5 ngày ở chỗ này. Có đạo sự, Phật sự chuyến này đồng đạo làm đó. Các quà, thần thương rồi các nhà. Vậy là nhà qua chắc có ở tên Phụng Thân gì đó, thần thương chẳng. Không cất nhà với ông đậu sụ gì đó, cất nhà tình thương ở dưới từ mặt trên đồi sơn từ thiện thiện nhà bắt trước rồi quý vị nói góp theo đi. Hồi xưa giờ phổ pháp không rồi giờ đi làm từ thiện luôn. Là thấy ông cũng ngưỡng mộ lắm. Sao về nói hôm nay dẫn về thăm cơ sở mình làm cái tâm bảo thích lắm. Công trình đó nào rất là thích ha. Bữa đó quay lên đó rồi sao dẫn về tôi không được. Mà anh có lại tham viếng ở chùa chỗ mình làm cũng chưa ít bữa nữa anh xuống đó nè. Anh có ở tới ngày mai không? Không, không gài ở 4-5 ngày gì rồi. Đi một vòng tới mà bởi vì mình làm bữa cái ngày cái gì thì cho mấy anh em gắn lên xuống tiếp ngày mai xuống làm nữa đó. Bữa nào có làm được gì mình làm luôn chứ không để tiếp nữa thì cái nước chào mấy cô nha, chúc mấy cô khỏe nha. Mấy cô làm ở đây lâu chưa? Thầy cô lâu rồi gì nữa hả? Lâu rồi. Cái này tự nguyện làm hả, là sao cô? Tự nguyện làm hả? Vậy đó ha. Làm để làm thì vô làm đấy mình đi cũng như dạ gánh gan rồi rủ nhau rồi làm ha cô. Làm những cái chuyện có ích cho đời. Kệ đi, giờ mình để chút đích đi. Dạ. Sáng mình đi làm vậy đó. Vậy mà thấy vậy mà vui hả cô? Vui á, nhà mình làm kiếm tiền thì nó xài cũng hết, mà làm cái này thì nó còn hoài. Dạ, phước ti không thấy mà còn đó. Tài coi gộ gộ mà mòn như cưa, ra làm cái việc này là rất là tốt. Sáng ở nhà làm buồn dẻo khẩu cũng đi à. Dạ. Rồi vậy chào mấy cô nha, chúc mấy cô có nhiều sức khỏe để tiếp tục làm cái việc thiện này nha mấy cô. Đây mấy cô kho nấu rồi đây. Cái này là mình làm hàng ngày hay sao hay là làm một tuần vậy đó, cái mình về đổ tổ khác. Dạ có tổ hả cô? Tới tổ mình cho mình lại nữa vậy. Dạ. Chứ làm xuyên suốt thì cũng không có thời gian hả cô? Dạ, thì ở đây thức sớm nó bị mình gần 5 4 giờ mấy 5 giờ mình cho rồi thành dạ. 2 giờ 1 giờ là để. Cô thấy cái lượng học sinh hay dưới người ta lại ở đây đông không cô?
làm tao xin đi ruộng đi nơi đầu này kia đó, với học sinh thì cũng ít mà đều có cái tao đi ruộng nhiều, dạ vậy đó, vậy đó cho nó nhiều chứ. Dạ học sinh này chưa mới lại hả con? Dạ. Trời ơi, món chay ngon quá quý vị ơi. Dạ, tàu hủ. Đây, đây, phải lên. Dạ. Quá chân, thấy em quá. Ngon quá. À, phục vụ chay không ha quý vị? Dạ, bà con thì sáng mới lợi, còn đây có hai mở cháo ở hả? Dạ, vậy đó hả? Sáng này mới mệt, mới lợi. Dạ. Tối ở một đêm thì có hai mở cháo ở là. Vậy đó cô. Một giờ là làm tới sáng đó. Vậy là cô ở đây luôn đó ha. Ở đây luôn. À, rất là quá tốt. Chúc mấy cô có nhiều sức khỏe để phục vụ tiếp tục cái là việc ý nghĩa này ha. Cảm ơn, cũng cảm ơn. Rồi. Lại đây quay. Làm thêm mấy ổ nữa. Đây là cái tủ cho đồ ăn như vậy, sạch sẽ. Anh Nghĩa, nãy giờ mình đi tham quan cái chỗ làm biết bao tình thương ở Thái Long này, anh thấy cái ý nghĩa nó là sao anh Nghĩa, để nói cho người ta biết gì đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì anh Nghĩa rất là vui đi về thăm đồng đạo ở miền Tây mình, thì cũng đi nhiều ngày rồi, hôm nay thì cũng dừng chân ở biết bao tình thương của đồng đạo luôn, cho nên thì Nghĩa rất là vui và gặp lại những huynh đệ mà tôi nghĩ cũng rất là ngưỡng mộ những công việc làm của quý vị đó. Thật sự mà nói anh muốn về thăm chỗ mình làm Tâm Bảo đó. Bữa sáng hôm nay thì mình cũng tình cờ thôi, cũng ghé biết ăn từ thiện này, thì mình nghe sư huynh tâm sự đó, thì cũng đi tham quan vòng vòng, nhưng mà mình thấy thật sự thì đặt đây cũng rất là đúng đó quý vị. Tại vì mình thấy ở đâu cũng nghèo như quý vị, ở đâu cũng có người nghèo người khổ, tại mình nghĩ là ta mình ở bên ngoài mình nhìn thấy chứ không thấy khổ, mình thật sự bên cạnh đó cũng có rất nhiều người nghèo khổ, cho nên mình thấy đặt cái chỗ này nó cũng có một cái sự ấm áp lắm, nếu như có một nơi đi cùng tranh ví dụ lâu lâu là ghé ở đường đã bước ghé để nhà bữa cơm cũng được đâu ha, nó thuận lợi cái đường đi lắm quý vị ơi. Nói chung là đặt đây thì nghĩa thấy cũng ấm áp lắm, có một cái chỗ gì đó để cho những người mà nếu may mắn tôi có thể tạm dừng sống một ngày nào đó, cảm thấy hạnh phúc. Thì Nghĩa thấy cái việc làm của vị rất là có ý nghĩa. Và mấy ngày nay đi vòng vòng cũng nghe đồng đạo đồng giảng rồi đó, để mình ôn lại thì thấy nó ấm lắm. Thì sẵn đây Vinh hơi kể một ít về cái hoạt động mình đây, thì mình cho hình thức đó là một ngày như thế nào Vinh? Giờ để trước khi mình nói cho hình thức đó, mình nói về cái quá trình để hình thành cái nhà tình thương này. Sở dĩ mở ra nhà tình thương này đó, nó có ba cái yếu tố chính. Ba yếu tố này tôi có viết trong cái bài đăng lên tạp chí Đường Sen của giáo hội Giáo Hảo có đăng. Cái thứ nhất á, là có một lần nọ đó, anh Bảy là trưởng ban trị sự, anh mới nghe cái ông bảo vệ trường trung học cơ sở Thái Long 2 vậy đó. Lúc đó mình đang dự tính mở như nãy giờ nó mang đang dự tính mở, mà trong ban cũng có một hai người bàn ý kiến trái chiều, thành ra nó cũng chưa có quyết định, nhưng mà đây là cái động cơ thôi thúc thứ nhất. Anh mới nghe cái anh bảo vệ đó, anh nói anh Bảy ơi, tôi nghe nói trong ban dự sự ban mở nhà tình thương á, thì tôi rất là mừng. Cái anh Bảy anh hỏi chứ nó có liên hệ gì với anh mà anh mừng? Anh biết không, anh mở nhà tình thương đây là mấy đứa học sinh nó ăn nhiều lắm. Tại vì tôi làm bảo vệ đây là khoảng một năm nay mà tôi chứng kiến khoảng trên 10 đứa học sinh nó bị ngất xỉu gì đói. Cái hỏi thì sao vậy? Thì dẫu thôi khi mà nó ngất xỉu đó, thì chính anh bảo vệ này đó, anh mới cứ mua cơm nè, rồi mua trà đường nè cho nó uống vô. Sau khi nó khỏe lại thì hỏi chứ sao con xỉu, nó con bị đói chú ơi, hỏi sao con đói. Nó kể là tại nhà con nghèo, ba má mà đi làm mà không có đủ chi phí cho con đi học, ra là học hồi trưa trễ quá cho nên con đói đó. Mà 10 đứa vậy, khoảng một năm là trên 10 đứa vậy đó, thì nghe vậy đó là cái động cơ để mình mở nhà tình thương. Thì anh bảo vệ nó, nếu anh mở nhà tình thương thì những đứa nghèo đó này đó là nó có cái điểm tựa để nó đến đây để nó dùng cơm đó. Cái thứ hai nữa đó, mình cũng thực hiện theo lời Đức Thầy dạy là cùng cả tiếng cư dân ơi hỡi, hãy giúp cho kẻ đói mới nhập đó. Cái thứ ba nữa thầy cũng dạy là làm hết tất cả các việc từ thiện,
thì hầu như là ban trị sự Phật giáo Hồng Hảo mình đó nói coi như làm hết thì chưa phải là hoàn hết, nhưng mà hầu như những dịp từ thiện mà nó đem Bộ lại cái nó đem lại cái lợi ích thực tế đó, cụ thể đó, như ban trị sự Phường Cửa Long mình làm cũng nhiều lắm. Cái nhãn tình thương nè, giúp cho cái đó nè, rồi đó là xe đưa rước bệnh nhân miễn phí nè, mở phòng thuốc nam để trị bệnh miễn phí nè, các nhà tình thương nè, thấy không, rồi làm cầu đường, thì tất cả những gì từ thiện này nó cụ thể luôn, thực hiện đúng thôi, là thầy dạy là cái hành đạo đúng theo cái thước sách được của nó đó, làm thế nào phát hiện những đức tánh cao cả, thực hành trên thực tế bằng mọi phương pháp để đem lại những phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Ra ba cái yếu tố đó mà là cái động cơ lớn để thôi thúc cho ban trị sự mình mở cái nhà tình thương. Thì như trước đó tôi có hòa đó, thì trước khi mở mình không biết làm cái mô hình như thế nào, thành ra mới đi khảo sát, là một là trong xã thấy Hưng là ở nông trường, thứ hai nữa là ở trên xã Vĩnh Trạch ở Phú Hòa. Thì sau khi mà đi khảo sát rồi là về là mình thành lập cái ban điều hành, cái ban điều hành rồi khi mà thành lập ban điều hành xong rồi đó, thì cũng thành lập cái ban vận động để nhờ bà con đóng góp vô. Thì lúc đó là cái nhà, cái trường mẫu giáo thì thấy nó đơn giản lắm, không phải được về nó khang trang hoành tráng gì đâu. Rồi cái là vận động phải là được khoảng một khoảng trên 100 triệu, thì tổng cộng là hầu như là đưa vô đây để sửa chữa là theo báo cáo là 103 triệu đó, là để sửa cái nhà xương này, sửa trường mẫu giáo với cái bên ở bên cầu quán rồi đó, bên đó nó như là cái đóng cái liệu vậy đó. Nói chung là cũng đổ công sức vô cũng thật đó. Thì sau khi mà mở được nhà mình thương rồi đó thì bắt đầu khai trương vào cái ngày 29 tháng 2 năm 2018, à 19 nha, năm 2019, 29 tháng 2 năm 2019, à tháng Giêng, là phải ngày 11 tháng Giêng năm 2019. Thì khi mà mình mở ra được như vậy đó, là lúc đầu á trong ban mình tính là nghĩ là người ta cũng không ăn nhiều, cho nên mình cho ăn cách đại trà, có nghĩa là ai tới xin cho, ai tới xin cho, lúc đó cho cơm hộp không à. Thì giờ thì Nghĩa biết đó nha, là một cái tổ mình phân ra một cái tổ chừng là 3 ngày, mà tổng cộng là 10 tổ thì 30 ngày, xây vòng là tới phải tới tháng là tới tổ, một tổ nấu là dịch 3 ngày. Vậy thì cái tổ đầu tiên á nấu là chỉ có cái ngày đầu tiên thì khoảng 300 phần ăn và xin, có nghĩa là có khi đặt tại chỗ, có khi ta xin đem về, nhưng mà xin đem về nhiều hơn. Cái hết rồi bắt đầu qua ngày thứ hai khoảng 45 phần, qua ngày thứ ba khoảng 450 phần, qua ngày sau khoảng 500 phần. Rồi cái tổ đầu tiên là vậy nha, qua cái tổ thứ hai là nó tăng lên là 700-800 phần, qua cái tổ thứ ba là ngày thứ 8, 9, 10 đó là nó tăng lên là khoảng 1000 phần. Tới cái ngày rằm tháng 2 đó, 14 như ngày rằm tháng 2 đó, tức là sau đó nửa tháng là cái số lượng người xin hai cái ngày đó là khoảng 5000 hộp đó, đi cho đại trà đó. Rồi cứ vậy đó mà rồi qua cái ngày chay thì nó bớt lại còn ngàn mấy hai ngàn. Cho như vậy thì tới ngày 26 tháng 2 là mình thấy như vậy là nếu mà cho số lượng đông như chính quyền không bằng với mình, cho số lượng nhiều gì là không thể nào mà duy trì lâu dài được, không thể nào duy trì nổi. Có nghĩa là mỗi ngày cái chi phí của nó là khoảng mấy triệu bạc. Rồi chính quyền cũng bàn, rồi trong ban cũng bàn, thì cũng có những cái ý kiến bàn là sợ con số người ta lợi dụng bữa cơm của mình đó, người ta không có cơm ở nhà, người ta lại đây thì xin 5-7 hộp, 10 hộp đem nhà ăn sáng tới chiều luôn, không đúng ý nghĩa. Không đúng ý nghĩa. Rồi những nhà mạnh thường quân hảo tâm người không thể nào ta đóng góp cho mình được, cho nên chính quyền của bạn vậy cuối cùng mình mở cho cuộc khẩn trương, cái cuộc họp là khẩn trương là làm vào ngày 26, thì bắt đầu cái là mình họp lại là thôi giờ hạn chế cái cho để trà, hạn chế cho để trà, thì chỉ cho cơm hộp là 4 ngày chay thôi, với buổi sáng từ 5 giờ tới 6 giờ sáng là công nhân lao động, có khi ta đi xuống giờ nóc ta làm vô trường ta làm, thì cho 4 ngày chay với khoảng 1 tiếng hồi từ 5 giờ tới 6 giờ sáng, nhà nào cũng vậy, thì cho phần hộp đó đặng người ta đem hộp ta đi chỗ ta lao động ta làm ta ăn cho nó tiện hơn. Còn nếu từ 6 giờ trở về trưa đó
thì ai có lễ xin đến xin á, thì một là đem theo cầu mên hay là thêm theo tô tổ dĩa gì tùy các phương tiện nào để đựng được đó, còn không thì mình bó vô bọc cho. Thì bắt đầu từ đó thì cái số lượng xin nó bắt đầu nó hạn chế lại, nó hạn chế lại thì từ 1.000 nó hạn chế 600, 700, 500, 400, thì từ đó tới giờ bắt đầu nó giữ theo cái mức quân bình đó là nếu mà cái ngày thường đó thì khoảng 350, còn cái ngày chay á thì 4 ngày chay khoảng 500 tới 600. Là mình cho ta là hợp hay đi hay là bốn ngày chay là cho hợp đi hợp luôn. Ví dụ như mà cũng quy định thôi là khoảng mỗi một người trên từ từng năm hợp thôi, chứ nhiều quá nhiều khi mình sợ người ta lợi dụng được. Có khi nghe nói đem đâu quanh chợ chẳng hạn như mấy người quan hạng bển nó tới ngày chay đang chay đó, rồi có mượn một người qua bển qua đây xin xin ví dụ xin các trường hợp, rồi có khi người ta gửi tiền rồi lại được chứ nọ, nó mình sợ cái lợi dụng đó thôi, nhưng mà chưa cũng chứng kiến được cái đó, nhưng mà trong ban chỉ bàn bạc về trước ha, chuẩn bị trước cho nên chỉ là cho năm hợp thôi. Dạ. Đó. Thì giờ như vậy thì bây giờ duy trì tới ngày nay là mình làm được là gần 2 năm rồi đó. Quân bình là khoảng 400, quân bình là khoảng 350, 400. Còn cái số tiền đó thì do lúc đầu á, lúc đầu mình có trong 6 năm đầu có đồng hành. Đồng hành có nghĩa là tùy theo cái thiện nguyện hảo tâm của ta, ta có thể ta đồng hành là có người thì 500 ngàn một tháng, có người thì 1 triệu một tháng. Cho nên nhờ số đồng hành đó mình mới duy trì được cái tháng đầu đó là chứ để thôi. Như vậy là 350 phần đó là một chi phí một ngày khoảng như mình ví dụ 300 bây giờ đó, còn phí hết. Còn bây giờ ý đó gần cũng như là tới thời nay đó thì không có đồng hành nữa. Tiền theo hảo tâm ai muốn đóng góp gì đóng góp. Cũng có đồng hành một vài người vậy thôi. Một vài người đồng hành tháng 500. Như vậy như vậy thì cái chi phí ở đây đó là bây giờ hiện bây giờ là trước đây thì mỗi tổ trực 3 ngày là mình cho tổ là 1.500.000, tức là mỗi ngày 500. Nhưng mà gạo ở đây thì mình lo dầu ăn đồ đó là mình lo, trước đây đó thì đường này kia nọ là trong ban điều hành lo hết, nhưng mà sau này cái số đường đó thì tổ ta tự lo, mình thấy chi phí mình nó cạn dần rồi. Khi nào mà được 10 cây đường thì lúc đó mình mới tung ra cho mỗi tổ cây, một hai cây thì cho nó không đều thôi, giờ đường để cho tổ mình lo, còn dầu mình lo, rồi đó là ga điện nước là tất cả các chi phí đó là ban điều hành lo hết. Cho nên nếu mình tính vậy là cái chi phí một ngày vậy là nó tương đương gần 1 triệu bạc. Trả tiền ga nó mau hết lắm. Bởi vì ga với điện hao lắm không, mình nấu coi như 4 đầu công điện đó, cứ cái là nấu nếu mà cái mấy ngày thường này đó có thể là bữa 5 nồi 6 nồi 4 nồi, còn mấy ngày chay nó tăng lên 8 nồi 9 nồi 7 nồi như vậy. Rồi cho nên vậy cái chi phí nó một ngày là tương đối là gần 1 triệu bạc. Mà cái đóng góp á, hôm nay có ngày ta đóng góp 700 triệu, nhất là mấy cái ngày đầm lớn á, trong tháng đó mình báo cáo là nó dư lại, nó dư lại. Còn mấy cái ngày thường hay mấy tháng thường đây là cái như nó bị âm nợ, âm nợ. Nói chung là tới tháng là báo cáo là âm nợ 7-8 triệu, có những tháng là âm nợ mười mấy triệu. Thì bây giờ mới đây là trong ban mình nhờ tổ nấu liên tục luôn là 7 ngày, trước đây là 3 ngày, giờ 7 ngày. 7 ngày thì số tiền nó hơi dịch bớt lại nữa là mình chia cho tổ còn 3 triệu. Trước đây thì mỗi ngày 500 phải không, thì thấy 7 ngày nó 3 rưỡi, thì bây giờ vẫn tổ còn 3 triệu. Thì tổ tự do, mà nếu tổ nào muốn nấu ăn ngon thì có khi ta vận động chị em bạn người ta đó, có thể ta làm những đồ món, những cái đồ nấu ăn ở đây đó cũng tùy theo tổ, có tổ ta có khả năng ta làm đồ món kia họ rất rất ngon. Mà nói thật cái điện đĩa đó, nếu mà ở bệnh viện đó cho đó thì nấu cái kiểu là nấu thập cẩm đó, canh thập cẩm hay là kho thập cẩm một cái món gì thôi, nhưng mà ở đây mình làm gì là không ăn. Ở đây nói chung là ăn chay là phải là ăn ngon, nói chung ăn cho ngon, cái người ăn chay lâu lâu ta ăn cho nên ta cũng muốn ăn cho ngon. Ra đây là tổ nấu là 5-6 món, 6-7 món, có những cái tổ bó đòn làm thịt làm cá này kia nọ đủ thứ cũng ngon ha, ngon lắm đó. Thành ra là cũng báo cáo với tình nghĩa để mình hiểu thêm đó, thì qua cái quá trình hoạt động đó thì hiện giờ cái gạo á thì hầu như từ đó giờ là cũng có thiếu, không thiếu gạo nha, luôn luôn là nó tồn lại là vài chục bao, vài bao. Rồi mỗi một cái mỗi
mỗi một năm vậy là có hai cái lớn của đồng giáo gạo mình, có gì gạo đầy dư chứ gạo với chùa dư, bắt đầu đem tung gạo này ra cho 11 cái khu vực ở trong chùa, mỗi khu vực là 4 bao đó. Rồi vừa rồi cái vừa rồi đó thì mình có phối hợp với mặt trận là cho quà Tết đó, thì cũng xuất ra là một số gạo ở trong này ra để cho thì nói chung là gạo nó dư là cho, gạo nó dư là cho ra thì thiếu những cái chi phí hàng ngày ha. Thiếu gì mấy ngày, còn cái lương thực ví dụ bao đồ gãy đó thì ở đây cũng có cái tổ đi vận động của đồ gãy, thì ở nhà vườn người ta nó ta chặt gãy, ví dụ như ta ta muốn cho mình đó, ta cho cái tổ đó hay là tổ đó là để chở, thì coi như là gãy mình khỏi mua, mình gãy khỏi mua rau củ khỏi mua đó, mình chỉ mua dầu, có khi mua bột ngọt đó, bột niêm đó, mấy cái đó là thường mình mua hoài nó thiếu, còn gạo thì nó đủ. Còn tiền á thì qua bước qua hồi cuối năm rồi tới năm nay đó thì số tiền đó nó hơi không hơn lần trước, không phải là nó thiếu mà nghĩa là trước đây á cái quỹ của mình á nó tồn lại là thí dụ có khi 50-60 triệu, 60-70 triệu, nhưng mà giờ đây thì nó để coi cuối tháng này coi báo cáo làm sao, chứ bữa hôm không rồi thì biết là nó tồn lại còn 40-50 triệu thôi. Giờ tháng này nó thường thường là mấy tháng này là nó hao hụt không ạ, nó bị âm nợ nhiều. Cái nữa có ba cái cầm lớn rồi, tôi nghĩ rằng cũng vậy, làm lâu cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng mà mình phải sắp xếp nó có một cái chặt chẽ gì đó thì nó có hụt không đến đổi. Thì nghĩ rằng nếu cái việc làm này thì nhiều người biết á thì sẽ có một cái sự lan tỏa nhanh, thì như là nhiều người cũng muốn làm đó, dù thì Nghĩa đi cũng nhiều nơi cũng biết rồi, nên sau này có những cái chương trình mà Nghĩa đi làm á, có nghĩa là mình cho đồng đạo hay, có những người mà ở thành phố và những người xa xôi mà ta nghe cái việc này ta thích lắm, ví dụ như cô nghệ sĩ Trúc Sen, Thanh Huệ nha, cô rất là thích chuyện này, như Thanh Ngân rồi đó, lâu lâu á thì cái mình nói thôi mình đi thăm bếp ăn rồi nọ, cái người ta quay lên giới thiệu cho bà con biết, người ta cảm động lắm, tôi nói hời tôi đâu biết, tôi cũng gần đây mà tôi không hay đó, tự như tôi ở trong tỉnh rồi sao tôi không hay không làm, cái mình cũng nói lên cái nhiều người đến ồn ra ủng hộ, cái mình thấy thì vui lắm, vì có những người ta muốn làm mà không biết làm ở đâu, hoặc là ta đâu hay đồng đạo mình làm ở đâu đâu, ví dụ như âm thầm làm về ta đâu biết, thì Nghĩa mới nói thôi để biết có chuyện nào mình mời Sen rồi đó. Những người mà đã từng làm cái Nghĩa ban năm qua là chương trình từ thiện rồi đó, thì mấy cô rất là có tấm lòng nhân ái, chỗ bạn bè cũng rất là đông đó, đi làm cũng miền Bắc miền Trung đi lắm hết á, nhưng mà mình nghĩ là tại sao trên quê hương mình gần đây mình cũng có rất nhiều cái cơ sở làm rất là tốt, rất là đúng đắn, nên lâu lâu mình về một chuyến đi, coi chút Sen nói đâu thì Nghĩa đi chuyến đi rồi chứ sao mình có dịp về, chứ cũng có mấy người đó cũng rất là thích cái đồng đạo mình lắm. Chừng mà làm với họ nhiều năm qua họ thấm thuần cái là dạy đức thầy đó, với là cái đồng đạo mình làm vậy là nó quan hỷ lắm, vừa lo cho đạo lo cho đời rồi vừa lo hành đạo rồi làm phổ truyền Phật pháp thấm giảng, thì lại gì đi nghe đọc cho họ hàng ngày mà, cho nên họ thấm dần là dạy đó, mà nói sao đệ tử thầy làm đúng quá, có nghĩa là họ xây cái hướng lại, nói hôm nào giờ mình đi vòng vòng hoài hả, bây giờ thầy tóm tắt lại cho mình ngắn gọn lắm, mình chỉ tu rồi mình lo cho đời rồi mình hành đạo rồi nó phù hợp với cái thời của hiện nay đó chú Huynh, giống như là ta đi vòng vòng cũng giống như mình tìm Phật, mình đi vòng vòng ở đâu Phật ở đây không là tìm ở đâu á, ví dụ bây giờ ta quay lại á ta nhìn lại cái lời thầy dạy đó, nó hay quá, nó thực tế á, thì thật sự thì Nghĩa cũng đi gặp một số người nước ngoài á, ta cũng rất là tìm hiểu hỏi tôn giáo đức thầy dạy ông dạy gì, thì Nghĩa cũng nói vậy đó, thầy tôi dạy bình thường thôi, giờ mình lo tu hành mình sửa trao mình, rồi mình thời gian nào á thì mình phải lo cho chúng sinh nữa, sống đời sống đơn giản, không có chùa to Phật lớn, không có gì chứ á, thì mấy người Tây nó cũng mê nữa, nó nói đạo vậy mới thật sự là phù hợp với phương Tây, nó nói tôi sống thực tế lắm, tôi không biết tu hành gì nhưng mà sống như vậy là tôi thấy là hợp với tôi. Mấy người Tây cũng nói vậy ha. Tây nói không á chứ. Thì Nghĩa là đó đi thông dịch cho nước ngoài. Gì đó hả? Dạ, thông dịch cho Tây không à. Cho nên đó, hay tâm sự á. Tôi thấy mình ăn chay cái nó hỏi, ủa ông sao ông cúng bài cúng gì, thấy ăn mỗi lần ông giái cúng là cúng gì? Ông giái sao à? Ông giái chỉ tôi coi. Thế thì Nghĩa nói đức thầy tôi có dạy là mỗi khi mình ăn cái gì đó mình phải biết tri ân. Tại dùng tay mà mình nói vậy đó. Mình phải biết tri ân cái người mà nấu cơm cho mình ăn, cái người trồng rau trồng cải, rồi những người mà làm
về những người mà đã làm phụng sự cho mình trong bữa cơm hôm nay thì có nhiều ý nghĩa lắm. Và ngồi phân tích cho nó nghe, cái người bưng cơm cho mình ăn thế nào, mình phải tri ân, mình cầu nguyện cho họ, rồi mình chúc phúc cho họ, cảm ơn họ. Cái có cái thằng đó người Mỹ, Mỹ nó nghe được cảm động lắm, nó nói hồi ơi, ta năm nay gần 60 tuổi mà ta chưa học được bài học này, thầy mà dạy hay quá, dạy cái bài này hay quá, thôi giờ cho mày chỉ ra cái bài đó đi, tao sẽ đọc hàng ngày. Thế bắt đầu biết không, từ đó tới sau nó hành đạo y như bên đạo, không biết sao có thần lực gì đó lắm. Bây giờ tối ngày nó ăn chay trường suốt là mười mấy năm nay, thì nghĩ gặp nó tới giờ nó ăn chay trường luôn đó. Rồi mỗi lần nó ăn nó cúng một lâu mình đó, dạy cho nó bài cúng á, nó ngồi nó tri ân, nó nguyện, nó giái được, nó kỹ lưỡng lắm. À, thằng đó là phải nói là xuất sắc đó. Dạ, còn mấy thằng khác nó cũng vậy nữa, nó hỏi đức thầy dạy cái gì trong đó mà thấy đi hoài, mà tối ngày thấy mày đi bình đạo hoài. Thế thì mình có giải thích cho nghe, thằng nào cũng thích chứ, thằng nào cũng quan hỷ lắm, nói gì phương Tây là nó rất là thích thực tế. Tại mình sống, mình tu như thế nào mà mình làm lại cái gì khác cho cộng đồng nhân sinh thì đó là cái quan điểm của phương Tây. Nó không có thích chùa to Phật lớn đâu, thật sự người phương Tây không bao giờ thích cái chùa to Phật bự giống như cái này, cho nên mình nói chạm với cái tim nó. Thằng nào cũng nó quan hỷ lắm, thậm chí thì nghe có dẫn về tôi đình mấy lần mà. Có về tôi đình luôn đó. Nó về luôn, nó về là... Đó mình giải thích cho nó nghe ha. Mê lắm, đạo của thầy dạy nó thực tế mà nó rất là hay. Đấy. Mình muốn làm sao mà đạo Phật giáo hoàn hảo mình mà được phổ biến rồi tới phương Tây ở bây giờ những người Tây thì giờ cũng có người ta tu cái đạo Phật rồi, hàng năm người đệ tử của ông thiền sư Nhất Hạnh đó, tại vì người Tây không ra đó mà nó không biết, cho nên sắp tới thì nghĩa có làm một cái chương trình gọi là thắp nhãn nguyễn sáu. Thắp nhãn nguyễn sáu thì trong đó hồi chưa bắt đầu á, nó có dịch qua tiếng Pháp và tiếng Anh riêng cái nguyễn sáu nghe, cái thời bắt Nguyễn Hầu á thì đã dịch qua của trường Đại học Huế ngày xưa đó, là các cái hàng mà trí thức không ạ, đã dịch ra hai thứ tiếng. Thì bây giờ thì sao cái tư liệu đó mình bây giờ tài liệu mình không thấy ta? Có, thì nghĩa đang giữ. Có. Thì bây giờ thì nghĩa đang dàn dựng cái quyển sáu đó mà đọc thêm ba thứ tiếng, một là tiếng Việt mình thì biết bên nghệ sĩ Việt Nam mình và đồng đạo mình sẽ đọc với bằng tiếng Việt. Còn một người Pháp thì nghĩa mời một người Pháp, một người Mỹ để đọc tiếng Pháp và tiếng Mỹ. Thì mình nghĩ cái đó là một cái thông điệp để truyền tin để cho cộng đồng ở quốc tế á, nước ngoài nó biết. Xưa nay mình truyền cho người Việt không à, cho cộng đồng người Việt mình không à, chưa có phương tiện để mình truyền cho Tây Phương. Mà sau khi thì Nghĩa đi gặp tụi nó nhiều quá thì Nghĩa có nảy sinh ra nó, ủa mình tại sao mình không làm cái này để cho phương Tây biết, mà nó biết được nó tôn lắm, bởi vì mình thấy là người nào cũng thích chứ. Khi mình giải thích ra cái phương pháp hành đạo của đức thầy nó quan hỷ lắm, nó xúc động lên đấy. Tao sống 60 tuổi mà tao chưa nhận ra chuyện này. Bây giờ thầy mà dạy hay quá. Thôi bây giờ có dịp mà về thì dẫn nó về miền Tây này chơi. Đó, đi đầu này đầu kia thì Nghĩa cũng có dẫn nhiều nơi lắm. Thì nó cảm động lắm. Nó rất là ham tu. Mà nó nói cái đạo thầy mà thần kỳ này mình cũng thấy vậy đó Quỳnh. Thực tế á, giống như là nó phù hợp nhân sinh. Mình vừa tu rồi mình làm ích lợi cho đời như vậy là nó hòa nhập, nó rất là kịp lúc. Cho nên thì Nghĩa mới tâm quyết là làm cái chương trình sắp tới là làm mời buổi sáu đó, là ba tiếng tiếng đó, là mời trực tiếp tụi nó quay trực tiếp mình luôn á. Thì là em quá là như là đâu giáo hảo có cơ hội nó phổ biến được phương Tây nữa. Vâng, cái thưa quý vị, vừa qua chúng ta đã nghe những cái ý kiến như ý nghĩa của hoạt động bếp ăn tình thương ở phường Thái Long. Cũng xin chúc quý chú cũng như anh Hai Cường tiếp tục có nhiều sức khỏe để duy trì, để giúp ích cho những hoàn cảnh khó khăn, để vào đây để ủng hộ những cái bếp ăn tình thương được duy trì nữa nghe anh Hai. Như anh Nghĩa này anh Nghĩa. Dạ. Tôi cũng thay mặt cho nhà tình thương. Trước khi thay mặt mình cũng như giới thiệu cho biết đi, cũng như tôi là chị trị viên của ban sự phường Thái Long, cũng là phụ trách bên phụ truyền và cũng là phó ban điều hành nhà tình thương. Còn đây là anh Sáu, là chuyên nhân Sáu, thì ảnh cũng là chị trị viên của ban sự phường Thái Long, cũng là phụ trách bên phụ truyền của ban trị sự kiểm soát của ban điều hành nhà tình thương. Còn đây là Lê Minh Hòa, Lê Minh Hòa thì anh này ảnh là kiểm soát, cũng là bên kiểm soát của nhà tình thương. Thì bữa nay là cái ngày trực của ảnh, mình phân ra là có nãy không quên đó là trong ban hành phân ra là có bảy người để trực trong tuần.
bữa nay là cái ngày trực của anh Hòa. Thì thôi giờ tôi cũng thay mặt cho anh Hương cũng chân thành cảm ơn trước hết là Định Nghĩa, kế đó đây cũng làm cái chương trình cho cái nhãn Tình Thương mình được phổ biến cho bà con cô bác người ta, người ta biết à, và cũng rất mong sự ủng hộ giúp đỡ của các nhà hảo tâm để đây cái nhãn Tình Thương mình được duy trì lâu dài để giúp đỡ cho những bà con nghèo, những người có cái hoàn cảnh bất hạnh khó khăn đến đây để dùng cơm, tấm lòng mình đỡ xin chân thành cảm ơn. Dạ cảm ơn anh hai rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, thì Ngọc Tâm vừa qua cũng cho quý vị xem những cái hoạt động có ý nghĩa ở nơi Biết Ban Tình Thương ở phường Thái Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Giờ này sẽ thấy cái video cũng đã dài rồi quý vị. Ngọc Tâm xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Nếu mà quý vị có lòng hảo tâm thì đóng góp nơi Biết Ban Tình Thương để cho cái Biết Ban Tình Thương này được hoạt động duy trì lâu hơn để giúp ích cho những hoàn cảnh khó khăn nha quý vị. Đến đây Ngọc Tâm thân ái xin kính chào toàn thể quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.